Nhằm triển khai cụ thể hóa quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thái Nguyên chuẩn bị lập quy hoạch mới 4 khu công nghiệp mới với tổng diện tích là gần 1.860 ha nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đối với 4 khu công nghiệp mới của tỉnh Thái Nguyên, gồm khu công nghiệp Yên Bình 2, diện tích 301 ha, khu công nghiệp Yên Bình 3, diện tích 300 ha, khu công nghiệp Thượng Đình, diện tích 130 ha và khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tây Phổ Yên, diện tích 1128 ha. Trong đó, 3 khu công nghiệp đã được khảo sát thực tế. 4 khu công nghiệp này nằm ở đường Vành Đai Năm, vùng thủ đô Hà Nội và đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hiện hai tuyến đường giao thông trọng điểm này đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nên có thế mạnh thu hút đầu tư rất lớn đối với các ngành có công nghệ cao, công nghệ xanh, thân thiện môi trường và đây là những lĩnh vực mà tỉnh Thái Nguyên ưu tiên. Đây là các khu công nghiệp mới nằm trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc lập quy hoạch bốn khu công nghiệp này là nhằm triển khai cụ thể hóa quy hoạch tỉnh